Chloe's Entertainment Channel. Chào các bạn. Yeah! Chloe, bữa nay mình... Can I say? Làm gì mà háo hức vậy? Bữa nay mình chơi... Can I say? Bữa nay mình chơi trò chơi... Bữa nay chơi trò chơi bán kem đúng không? Bán kem, ok, mình sẽ bán kem bằng gì? Bằng các động lực ha? Kinetic sand. Đừng có ngã. Để coi bữa nay Chloe có đồ chơi. Đừng có ngã cái pony con. Ok. Cà đẹp. Wow, cảm ơn bạn tôi với Chloe rồi. Đó, đây thì để xem nha mấy bạn. Đây là mấy bạn, bữa nay mình... Mẹ đừng có chê cái mặt con, đừng có chê cái mặt con. Không chê mặt con đâu, mẹ không chê đâu. Bây giờ, bây giờ. Đây, right here next to Twilight. Wow. Sao mẹ làm cái... Sao mình chê cái mặt con trời. Rồi, bây giờ mình sẽ tháo cái bộ chơi. Did you set opening box? I will help you. I see something in here. Something là cái gì đâu, gì có trong đó. I'm not gonna let you see. Mở ra coi có gì. No, no way. No way. Dun, 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 dun. I will decorate for you. Decorate the whole thing. I will decorate the whole thing. Pony, I have to get you a fish. Đây các bạn ơi, có gì đây? Cái này là bài trong cái hộp này có cái này ha. Để cho mình kéo đây. À, khoan đợi mình chút. Cái này chắc là cái khô hả Chloe? Ồ, gì đó mày? Khô này. Khô để làm kem đúng không? Cái này là cái cây đựng kem nè mấy bạn. Let's get this away. Maybe we don't need to decorate. Oh, we don't need to decorate, man, huh? We don't need to decorate. Sao? Wait, how about we decorate, mommy? Decorate the whole thing. Here you go. This strawberry, chocolate, and vanilla in the scooper. Là cát đúng không? And some decorate and a spoon. The blue spoon. À, có mấy cái này. Rồi đây, đây bày ra nha. Đây nè, đó. Cát màu, ba bịch cát. Màu này. Rồi cái này, cái mũ múc kem. Rồi cái này là mấy cái để mà trang trí ở trên cây kem. Đây là có cái đây, cái thứ, cái hình hướng dẫn chơi nè. Let's decorate it. Chắc rồi, bây giờ mình chơi thử nha. Dạ. Đây, khoan ha. Để coi cho mình nó có gì. À, có cái giấy hướng dẫn đây nè. Rồi, cái này dễ mà. Mẹ cho mẹ vô kéo đi. Kéo đúng không? À, con cần cái kéo để con cắt mấy cái bật này đúng không? Kéo của con á, kéo của kéo children á. Ok. Ok. Kéo đâu rồi ta? Children. Đây. Mommy, don't put it in my face, mommy. Sorry, no, don't worry, okay? Mommy, mẹ biết mà. Rồi, con cắt mấy cái bịch cát ra đây đi. Okay. Cát á, này là cát nè. How's that smell, man? How's that smell? Smell hả? Có mùi gì đâu. Có mà. Smells like strawberry so much. Tôi nói là cái bịch cát này nghe mùi dâu nữa các bạn. Wow, đâu đừng mình biết đâu phải có mùi dâu. Đúng rồi, có một chút xíu mùi dâu. Okay, let's stop in here. Đúng rồi, con đổ. Oh, this is strawberry. You see the details inside? Look. The details. This one is strawberry, this one is chocolate, and this one is vanilla. À, rồi, đúng rồi. Vậy là cái đây nè, mấy bạn có trái dâu nè. Có cái này là chocolate. Đúng rồi. Ở này là gì? Oh. Cái màu này là của cái cát đó, màu xám. No. This is vanilla. Vanilla. À, vanilla. Vanilla chứ hả? Vanilla hả? Đúng
Thôi chạy nó đi, chạy nó đi. Thôi bây giờ mình bỏ vô cái cát màu hồng này, mình bỏ vô cái chỗ strawberry đi để yeah. Dầu á. À, cẩn thận nha, từ từ thôi. I'm tapping it in. Hả? I'm tapping it in. I'm tapping it in right now. No thanks. I can do it by myself. Okay. Tôi nói là tôi tự làm được như vậy. Tôi rất là giỏi lắm. Tapping. Không cần bỏ hết à? Không đâu cần bỏ hết. You have to, mommy. It's a mold. Hả? Rồi con lấy cái muỗng đó, con nhấn nó xuống đúng không? Yep. Yeah. Đó. Yeah. Yeah. This one is getting out. Okay. Whoa, this is stick on here. It doesn't go on. Okay. It doesn't stick. This looks fun, man. Tụi nó ngồi chơi cái này vui quá. Put my circle. Đẩy nó xích vô đây nè. Đẩy cái cát nó xích vô. Đó. Thôi được rồi. Cái cát này á, nó không phải giống như cái cát bình thường mà nó có cái nó dẻo dẻo, nó dính dính đó mấy bạn. Để mà mình làm mấy cái hình cho nó. It doesn't stick on here. It doesn't stick. Thấy không? Nó hơi dính dính tí xíu á. Chứ nó không có phải giống như cát kia mà mình nè mấy bạn thấy không? Nó dính dính. Can I have it now? Khoan để mình cho mấy bạn coi nó dính dính nè. It's a little bit. Ừ. Rồi bỏ cái màu tiếp theo vô đi, màu sắc lịch. Từ từ mẹ ơi. Mẹ thấy gì đẹp rồi đó hả? No, it's still not pretty. It's still popping up. Hả? Still popping up. There we go, perfect. Ừ, rồi, cắt cái chocolate. Ừ, cái màu chắc lịch vô đi màu. My favorite. Yummy. It's a bit fake. There we go. Now perfect. Wow, it smells like chocolate. Chocolate, huh? Look, smell it. Đâu? Đâu để mẹ ngửi thôi. It smells like chocolate. Có mùi chocolate. Sao bị nó có mùi chocolate? So good. Also strawberry. Okay. Wow, đúng rồi. Nghe cái cắt cái bịch cát là nó có mùi chocola mấy bạn ơi. Ngậu ghê luôn á. Còn cái bịch màu hồng thì có mùi dâu. Hát Chloe ha. There's the scooper. Yeah. Jump it in, jump it in. Dump it in. Dump. Ah! No, 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 no. No. Bóp nó quá. No. Oh. Đâu có sao đâu. No. This smells like chocolate. Get out here, chocolate. Yeah, I'm doing it. Okay, okay, tap tap. This is my scooper. No, it's still not. You have to squish it. You have to squish it in. Chloe nói là phải làm cho nó bằng á. Perfect. Now, the freeze kind of flavors. Mm. Okay, let's dump it. Dump, dump, dump. Dumpy, dumpy, dumpy. Dump, 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 dumpy. No, still I have a kidney in right here, but still falling off the kidney. Mm. Falling off right here. Cái màu này giống cái màu xám đó bạn, màu xám. Rồi con cắt nó ra đi. It's vanilla, mommy. Gray. Yes. And vanilla is white, not gray, silly. Hey, it's not gray.
I love to see it. Okay, may it get out of here. Okay, may it come here. That smells like vanilla too. Yeah. Yeah. Smells like vanilla. Lot of mango, okay. Yeah, smells like vanilla. Có mùi nha, giống như mùi vanilla. Tôi nói giống mùi vanilla. It's vanilla. Cái nó đâu có giống cái mùi vanilla đâu, là có mùi vani đâu ta. No, it's vanilla. Vậy đó hả? Mày thấy đâu có giống mùi vani đâu. Yes. Juicy. Smash it in, smash it in, smash it. Don't worry. I'm scooping it in. Bữa nay Chloe mở cửa hàng bán kem đúng không ta? Đúng rồi hả? Thôi chưa? Trời ơi, thèm ăn kem quá rồi đó nha. Mở cửa hàng lẹ lẹ đi, tôi nãy giờ đứng đây xếp hàng chờ mua kem á. Không, mẹ phải bán cho con là customer. Vậy đó hả? Nay bữa sáng cũng kêu vậy vô. Vậy đó là mấy bạn ơi, Chloe nói là mẹ phải... bữa nay chơi bán kem mà mẹ ngồi mẹ bán kem, còn Chloe là người mua kem. Thôi thì bây giờ con bán kem trước đi, bọn chút tới phiên mẹ bán kem. No. Con bán kem trước đi. Ha, ok rồi, giờ con bán kem trước. Chút nào mẹ phải bán cho con nha. Ừ, chút mẹ bán kem cho con. Rồi. Wow, so many colors. Rồi. Oh, so heavy. Wow, so heavy, so heavy. So heavy. Cô ơi, cho tôi một ly kem đi. Ly kem là cái này hả? Mẹ sẽ mua The tallest one. Ok, mẹ sẽ mua cái ly bự. Ok, does she love strawberry or chocolate or vanilla? Mẹ thích màu hồng á, kem màu hồng á. Kem màu hồng? Là kem dâu á. Okay. Kem dâu đi ha, kem màu hồng là kem dâu. Còn cái kem này là kem sô-cô-la, cái kem này là kem vani nha mấy bạn. Don't worry, I will clean it up later. Let's have a big one. Ah, it's dropping. No. No. Thèm kem quá à. Don't worry, I will do it quick. Thèm lắm. It's some vanilla. Some vanilla. Okay. Ủa hồi nãy mẹ chỉ muốn kem dâu thôi mà. But all different kinds is perfect. Trời ơi, người ta mua kem, người ta lựa kem dâu không? Bán kem mà còn ép ăn màu vani rồi ăn thêm cái màu sô cô la nữa. There's all different kinds, you have to eat different kinds. Bán kem gì kỳ vậy trời, người ta mua kem dâu không mà bán kem ba màu luôn kìa. Don't worry, it's gonna be beautiful, beautiful cup. Beautiful hả? Yep, beautiful. Xong chưa? Thèm lắm rồi nha, thèm kem dữ lắm rồi nha. Thèm kem dữ lắm rồi nha. Khi nào mới được ăn kem đây? Just only mấy phút? 5 phút lại 6 phút. 6 phút không? 6 phút. Trời ơi. Kêu cái ly kem bắt chờ 6 phút mới có ăn. Chịu nổi không đây? Tôi chờ lâu quá là tôi đi mua kem ở cửa hàng khác à nghe. No, it's gonna be quick, mommy. Hả? Don't worry about. Chắc là được rồi đó, cái ly kem nó được rồi đó.
and some toppings. Topping, huh? Don't you love healthy ice cream? Healthy ice cream. Kem bổ dưỡng rất thích mà. Ăn kem ngon, nó mát, lạnh. Đúng không, một thôi. Cái pineapple này. Thật sự là gì đó? Pineapple. Còn đắng gì lên nhỉ? Pineapple. And watermelon. Watermelon. Kem á mấy bạn. And strawberry. And also apple. And spoon. Is he quick? Yes. Đâu, mình coi coi. Đây là ly kem mà Chloe bán cho mẹ em và các bạn. It's for melon chocolate. Wow, đẹp quá à. Trời, nhìn ngon quá à. Ăn thử cái này. Did you love healthy cookie? Healthy cookie. Yes. Healthy cookie. Okay, on the way. What you love? Health. Did you what you want? Healthy cookie. What color? What healthy cookie likes? Huh? What healthy cookie likes? Wait. Yum 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 yum. Yum. Yum 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 yum. Ngon quá. Yay. Okay. Let's dump it out. Dump. I'm gonna dump it out. Okay, rồi thôi vậy con bỏ ra ngoài đây, để cái ly kem này ở ngoài đây. Yeah! I mean, look. Look, ping ping. Wow. Ooh, this one's so nice. Lạnh gì vậy? There we go. Rồi. Look. Giờ tới phiên mẹ bán kem cho con nha. Được không? Yes. Mommy, yes, yes, you have to do it. Bắt đầu quậy nè. Đó, bóc cát trời nè. Whee! What's gonna turn to? Like, is it gonna turn to rainbow? Con trộn lại nó ra cái màu khác á. I already see brown and vanilla, I mean chocolate and vanilla and pink. Okay. Yeah. Yeah. Thôi giờ tới phiên mẹ bán kem nha. Ok. Ok. Chloe ơi, bây giờ mẹ bán kem cho con nha. Đúng rồi. Ok. Thôi giờ tới phiên mẹ nè. Đây mẹ bạn. À, mẹ sẽ bán cho con. Ủa, con muốn kem nào? I want a cookie and I want chocolate ice cream. Cái này đúng không? Chocolate. Rồi, với lại strawberry đúng không? Yes, and also vanilla. Cái này luôn là con ăn ba màu đúng không? Yes. Okay. And a cookie for me. Cookie is can I have brown cookie? Brown cookie? Yes, brown. Rồi đòi bánh lên mấy bạn. Đây. Let's move this away. Okay, một scoop là một viên nha mấy bạn, thấy không? Đó. Rồi, đến cái này. À. Let's see, let's see. Nè. Được. Yeah. I don't want a decoration on it. I don't want a decoration. Rồi, cho cái viên màu, viên dâu ha, viên kem dâu nha. Để mày làm cho nó tròn tròn ha, làm cho nó tròn tròn nè. Chứ từ từ bỏ cái này. Đây nè mấy bạn. Yeah, đẹp không? Đó. Give me formula nào, give me formula nào. Ở dưới á, mẹ để ở dưới rồi á. Phần lớn đó. Này nữa hả? Yep. Okay. Up on the top. Một. Ở trên luôn đúng không? Để. Còn mắt thấy phần mê lơ đâu ở dưới. Rồi, con muốn thêm một viên thì mẹ cho thêm một viên. Yeah. Đây. Beep beep. Đây nè mấy bạn. Wow. Trời ơi, cây kem của Chloe nè. Trời ơi, coi nè. Đã chưa? Đã chưa mấy bạn? Quá đã, so quá đã nha. Rồi bây giờ mẹ trang trí cái cây kem này nha. Đây. I don't need a decoration on it. I don't need. Ủa, không cần hả? Sao vậy? Cho nó ngon. Rồi không cần gì, không cần gì nữa hết đúng không? Thôi vậy cho miếng dưa hấu lên. Đó là okay then. Ping.
Nè mấy bạn, đã chưa, đã chưa? Rồi, đây, kem của Chloe đây, thấy mẹ bán nhanh không? Hồi nãy con bán gì mà lâu quá trời luôn. Không, con có bán lâu đâu. Rồi, ăn đi, ăn kem đi. You have to give me a cookie first. Cookie nữa hả? Cookie nào đâu? Đâu có bánh nè, bánh cookie nè, bánh cookie. No, this is a cookie you make. À, cái này nữa hả? Mua thêm cái bánh này nữa hả? Yes. Đây nè mấy bạn. And this is a chocolate and you put the chocolate inside and then you make a cookie. Đó, Chloe hướng dẫn chơi nè. Bây giờ mình bỏ vô đây để mình làm cái bánh cookie nha. Đây là cái khuôn á. Rồi bây giờ làm màu nào? Chocolate, đúng không? Rồi. The whole thing around and around. Rồi biết rồi. Đây, bỏ vô. Push down. Từ từ. Đây coi, đẩy này lại. Đẩy nó vô. Bụp 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 bụp. Chưa nha. Mommy sticky. Vì sức cái này ra móc nó vô không có gì hết. Này dễ gắn vô là xong. Rồi. Không cần pressure. Không. Chloe sợ là mẹ làm hư. Kẹp nó lại để coi nó ra cái bánh sao nha. Wow, ra cái bánh cookie nè mấy bạn. There's a letter on it. Yeah. I don't see a letter on the camera. Đây. Bỏ ra nè. Đây cái bánh nè. Đây là gọi là bánh cookie nè mấy bạn. Đây. So yummy right now. So yummy. Thấy không? Nè, nhâm nhâm đi. No, no, I have to play it. You have to do it on the plate. Nhâm đi chứ. No, 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 do it. No. Cái này không ăn được đâu nha mấy bạn. Cát á, không có ăn giả bộ thôi. You eat it. Không có giả bộ mà. À, cái bánh. Cái này mình làm bánh nè. Bánh cookie cũng được, mình làm trong đây. Còn cái này trong đây là mình làm bánh kẹp ha, trong đây hả? Tao thử thôi. Cái strawberry. Nè, có cái khuôn nè đó. Chloe ăn hả? Ăn cookie hả? Em ăn ăn. Nãy giờ không ăn kem đi, kem nó chảy ra rồi kìa. Nó chưa chảy mà. Hả? Kem chảy ra, ăn kem đi. Mix together. Cát này nó dính dính chơi đã lắm nha mấy bạn ơi. Cát này mình cũng có thể chơi giống như đất sét, đất nặng, Play-Doh mấy bạn. Ok. Cái này mình. Nè, mình bỏ cát vô đây. I'm eating the ice cream, nhầm nhầm. Thì mình lấy nó ra, bỏ vô khuôn mà. In the ice cream right now, mom. Up. Đây nhìn nha mấy bạn. Up. Do it again. Cái bánh nó bể ra là mấy để nó bể ra là mấy mảnh. Make a puzzle, mommy. Make a puzzle. Make a puzzle. Mẹ có cái idea, mẹ có cái ý tưởng. Mình lấy cái này mình chơi với mấy cái khuôn giống như đất sét được luôn á, Chloe. Đợi xíu nha, để mẹ lấy thôi nha. Ok không? Nè. Đây. Chloe. Nè. Đây nè mấy bạn. I'm still eating my ice cream. Chloe chơi, mình chơi mấy cái này được mà, Chloe. I know, but I'm still eating my ice cream. Ăn hả? Yep. I'm hungry. Chloe nói Chloe đang đói bụng nên đang ăn ăn kem. Ốc. Chua nhầm. Chloe, mình có mấy cái khuôn này nè Chloe. Cái mình bỏ đất sét vô. Cái mình làm mình chơi Chloe ơi. Đó, để quăng bên. Wow. Mommy, can I put it in with the mold? Ừ, con bỏ vô đi. Nãy giờ con làm cái bánh hả? Làm cái gì vậy? Okay, stay close your eyes because it's your happy birthday. À, làm bánh sinh nhật cho mẹ hả? Yeah. Rồi, nhắm mắt lại nha. Mẹ nhắm mắt lại nha. Okay, don't you see me? No. Okay. Open your eyes. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to mommy. Happy birthday to mommy.
Here you go. Blow the candles out. Okay. No, let's eat it. Okay. I got a spoon. I saved some for you. Look, here you go. Huh? Eat it. It's a chocolate cake. Chocolate cake, okay. Ooh, save some for me too. So chocolate. Chloe còn có mấy cái khuôn này nè. Rồi có cái muỗng này có khuôn nhiều lắm nè. Chloe con làm mấy cái cát này nè, con làm trong mấy cái khuôn này con chơi cũng được nữa nè. Theo. Đúng rồi nè, có cái khuôn này, cái bông này quá. I'll make all of them. Okay. Cho tô này. Hình bánh donut đó nè. Hay là hồi làm cái bông này màu hồng đi. How we do this? You do that and I do this. Ủa mẹ, con phải giúp mẹ chứ. Where's the candle? There we go. I want the candle. I'm making a bun cupcake. Bun cupcake, huh? Yeah. Này mình có mấy cái khuôn, nhiều khuôn nè. Đó, mình lấy cát này ra mình chơi, cũng giống như chơi với đất sét cũng được luôn nha mấy bạn. Đúng không Tư? Chơi vui không? Chơi vui. Chơi vui hả? This, we still have a lot of stuff. Ừ, có nhiều chơi lắm đây nè. But yeah, ủa, còn mấy cái awesome. Xe này để làm gì vậy? Cái xe này làm gì? Đừng nó đem hồi xúc cát hả? A mommy! Hả? First dice roll, three. Thêm nữa hả? Yep, a little bit more. Perfect. That's it. And the flower one. Get some too. Nhấn nhấn nó xuống nè. Họ phải thêm miếng nữa không? Phải lấy thêm miếng cát nữa. Hay là vậy được rồi? We don't tap it again. Okay, don't tap it. Rồi giờ sao lấy nó ra? Rồi giờ sao lấy mấy cái? We have to dump it out, mommy. How about we make some more mold and then we can dump it out. More mold. Không cần. Bây giờ mình lấy. No, 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 thanks. Have to be so many molds. Like a circle. Right here. Have to be the circle. Lấy nó ra tại vì mẹ muốn coi lấy nó ra làm sao á. No, please, mommy. Can we undo it? All of them, mommy, please. Làm hết luôn mấy chị hả? Yep. Cái khuôn này không có đẹp, cái khuôn này làm mấy cái này không có đẹp. Dưới này có cái gì trái gì đây nè, làm mấy cái trái này nè. Those are chicken wings or hamburger things. These are food. Those are food. Đâu nè. Đâu?
Yes. Cái bánh donut nữa hả? Yes. Circle, you cannot squish it. Bing, bing, bing. Ô, trong thời gian chờ đợi con làm mấy cái bánh đó, mẹ chơi xúc cát chút thôi. Có cái xe ben, bỏ vô bỏ cát vô mình chơi, cho xe ben chở cát. Mở mẹ chơi xúc cát. Xe ben chở cát đi. It's a dump truck. It's a dump truck. Dump truck là tiếng Anh, còn tiếng Việt là xe ben chở cát nè. Chạy nha. Đổ cát xuống. Look, I made a donut. Chloe làm xong cái bánh donut cho mình các bạn. Wow. Rồi, con mở mấy cái đó ra thử. Cho nó ra cái hình đó đúng không? Yep. Bập nó xuống á. Chloe biết đúng không? Yeah, trời ơi, đẹp quá nè. Ôi, cái bông. Cái này giống cái bánh nè. Cái bánh là bánh quỳ á mấy bạn. This is so like a donut. But have details on it. Look at that details. Có gì trên đó đó hả? It's a details. It's a details. Trang trí. Ừ, để mấy cái trang trí đó lên mấy cái dưa hấu lắm không? Táo đó nè, dâu nè. That's just stand. Còn gì nữa không? Let's see. Thing. There it is, but just behind me. Tổ lý tờ trời ơi. Nó mỏng quá cho nên nó không có đứng. Wow. There we go. Okay. It looks like oh, this. Quá. It looks like this one is falling off right here. This one is falling off very slowly. Rồi, nè, cái này. Hồi nãy mẹ xe bên cái này mẹ đổ cát xuống đây rồi đó. Đẩy xưa đây. Mommy, let's do. It's gonna be a lamb. Đã làm gì đó, giờ chơi gì nữa. Smash together. Oh, good. Smash. Trộn nó lại hả? Trộn chung lại hả? Trộn chung lại là nó ra màu khác đấy. Yeah. I'm gonna make a lamb. A lamb. Yep. Mà làm cái land để làm chi vậy? The land. Nhưng mà làm cái land để làm cái gì mới được chứ? It's for all the people's go to the land. À, làm cái nền đất để cho mọi người đi. Chỗ cái nền đất gì tầm lâm màu vậy? Beep beep beep. Đó, Chloe lại có ý tưởng beep. Mới. Dolphin.
biển chứ sao nằm ở trên cái đất được. No, no, cái này là cái biển. À, giả bộ đó là cái biển đúng không? Come on. And this is this is what's called. What's this called? This is the island. Okay. Island hả? Làm hòn đảo hả? I'm making a beach. This is an island full of sand. So many sands on it. Tôi đang xây dựng cái đảo nè. Rồi đây là cái bãi biển đó. Chloe nói vậy đó các bạn. Rồi xe này chạy ra biển. Chạy ra biển đứng. Rồi có cái xe này. Xe bên chở cát đó. Ừ, nhìn cái cát này nè, giống xe bên chở cát thiệt nè. Đó, nhìn cái cát đã không? Yeah. Chạy đi xe bên ơi. Tới nơi chở cát. À, Chloe mua cát đúng không? Mình phải chở cát tới mình bán cho Chloe nè. Nè. Đó, xe cát tới rồi đó, lấy đi. I need the whole thing. Well, it looks like a dump truck. Now it looks like a dump truck. Thì đó. Tại mình bỏ vô cái xe thì nó ra cái khuôn của cái xe. Quay cái chiếc xe. Mommy, I'm done for. Give me some more sand, please. And why the dump truck is upside down? Rồi, ok, con cần mua thêm cát đúng không? Yes. Ok, chạy đi lấy cát thôi. This is my island. You cannot go into my island. Beep, beep. Ok, quá nhiều chướng ngại vật ở đây vậy. Trời ơi, phải di chuyển chướng ngại vật ra. Rồi, đưa cái xe vô, lấy cát. Oh yeah. Uh-oh, formula. Cause the truck is not right. Oh, whole bunch. Cát không có màu 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 hồng đâu, ghê quá à. Gì tùm lum vậy? Ok, đây rồi, xe chuẩn bị chạy. Xe phải chạy thôi, chạy tới. Giao cho cái bà này giao cho cái bà này. Giao cho Chloe nha. Ủa, có một chiếc xe cản đường chạy ra. Hey, đừng có cản đường chúng ta nha. Đang chở cát thôi. Chơi gì kỳ quá à. Why are you going right here? Why? Okay, okay, okay. Here you go. Here you go. Đi đi, nghe đi nè. Tới nè. Rồi tới rồi đó, giao cát xong rồi đó nha. Thank you. Have to say you're welcome too. You're welcome. Trời, con xây cái bãi biển cái hòn đảo của con nãy giờ chưa xong nữa. Trong thời gian đó thì đi mở cửa rồi. Mở cửa rồi hả? Rồi bãi biển có gì đâu. Chloe ơi, đây có cái ID nữa nè. Mình có cái khuôn. À, con muốn chơi á. À, ô con Piggy luôn nè. Hả? Piggy hả? À, Piggy đi lên bãi biển hả? She loves to, man. Ở đây mình có mấy cái khuôn nè, Chloe. Wow, nhiều quá nè, Chloe ơi. Con này nè, con gì nè. Cái con gì á? Ồ, này trái gì đây?
Rồi cô đi chơi nè. Wow, con gì vậy? Oh no. À, giống con hai mã quá. I'm broken head. Rồi, à, làm lại con khác đi. Làm lại cái hình khác đây, con có nhiều hình lắm nè. Let's có make a jump. Make a jump. No thanks. How about we make some fun? Ừ, con làm đi. Này, cái khuôn này nó chơi với cái cát này cũng được nữa. Oopsie. Oh, cái này là cái trái. Á, chạy trái táo nè, Chloe. Trái táo nè, làm trái táo đi. Is it upside down? No. Is it no, I think? Lúc trước Chloe cũng... Ủa, apple. Wow, cái táo nè mấy bạn. Đó. Rồi con làm cái hình, cái hình nào khác nữa đi. Nè, bên đây có nhiều lắm nè. Wow. Chloe ơi, nè nhiều lắm nè. Trời ơi, này cái thơm hay là cái gì, cái ngôi sao nữa nè. A cat like me. Ừ, làm con mèo qua, làm con mèo thử đi. There's a sand on my cheek there. I made a kitty cat. Rồi. Then with the tail on the top. Rồi, con mèo quá. Wow. Thì mà ở trong cái video review Kinetic Sand lúc trước đó mấy bạn, là làm cái làm mấy, là cũng làm kem rồi cũng làm hình này hình kia. Còn cái bộ này á, là cái bộ bán kem, cái bộ làm kem. It's also a spoon. A small tiny spoon. Ooh, this one. Ah, I broke it. No, I didn't broke it. Nhỏ xíu à. Look, it looks like a turtle. It looks like a shell turtle. It looks like a shell turtle. Okay. Now smush the shell turtle. Airplane! Máy bay hả? Yep. Giờ Chloe làm máy bay. It's a little my pet. Oh, how you get hair on this? Cái đó là con thú cưng của Chloe nói vậy đó mấy bạn. Thú cưng á hả? How you get hair? Giống con cái cô con thằng lằn á. Yes, it's a gecko. Còn gì nữa, còn làm được cái gì hình gì nữa không? Quá trời khuôn luôn nè. Đó, khuôn này mình chơi đất sét cũng được, mình chơi cát này cũng được nữa nè. Ooh, mushroom. Yep, mushroom. That looks like a mushroom right now. Đâu? Cho coi với, cho mẹ coi với. Ô, tại vì con pha cái màu cát á, màu xám á nên khó nhìn đúng không? Cái màu ray á nó khó nhìn lắm. What màu ray? Màu, cái màu ray nè. That's not white. Gray, that's a white. Màu white hả? Thấy nó giống màu ray mà, đâu phải white đâu. It does. Màu xám đâu phải màu trắng đâu, Chloe nó chứ có màu trắng. That's cái đó là white. Màu trắng đó các bạn ha. Formulas have always white and that's formula. Chloe nó là tại vì cái kem này á, là cái màu đó là tượng trưng cho cái màu kem vani. Màu kem vani thì có màu trắng, Chloe nói nha. Là con gì vậy? The fox. Ờ, con ếch hả? The fox. À, con cáo hả? Con fox hả? Yep. Thể đậu giống như cáo. Orange. Hồi cái gì vậy? The orange.
cái cam, Corina là cái cam. I only got a drink. Oh no, I broke it. No, I broke it. No, it's a bad way. No, I broke it. Oh, tôi làm bể cái cam rồi. Don't worry, it will be fine. Okay. Fish at the sea. Ôi, giờ làm đến gì cá hả? Yes, fish. Fish. Sorry. Trời, cái con cá gì ngộ vậy? Con cá gì sao nó có cái gì u u trên này vậy? Because you see. Tại cái lỗ đó hồi nãy đúng ra là con phải gạt bớt cát đi đó, thì nó sẽ không bị cái lỗ đó. Mà thôi kệ đi ha. Con cá này nó bị nổi mụn mấy bạn ơi. Nó nổi pimple, Chloe, nó nổi pimple. Just make it up. Ca. Chọn mấy này lại coi nó ra màu gì, Chloe. Look like turning orange right now. Biến thành màu cam hả? Yeah, but mẹ đâu thấy màu cam đâu. See orange too. Knock knock, who's there? Knock knock. No, it's only grayish and pinkish. Look. Cái này không biết định nghĩa là cái màu gì luôn nè. It's very slow. Còn gì chơi nữa không ta? Yeah, we still have some more molds. Là more molds for that. Cái cát này là mình chơi giống như chơi đất sét được luôn á, mấy bạn ta. Ngồi chơi là nhiều lắm. Ta hồ, nắng ở đây thường xuyên. Okay. Smush the apple, I'm smushing the apple. Close your eyes because this is your birthday. Close your eyes. Okay. Close your eyes. Close your ear. Close your eyes just a minute. No, you. Close your eyes just a minute, okay? Don't worry, I will be quick. Chưa lâu quá. Chưa. Nhắm mắt, người ta nhắm mắt gì mà lâu dữ vậy? Đang làm cái gì vậy?
Don't worry, I'm gonna make a cake. Don't see, don't look. You don't look, you're there. Don't look, you dare. Don't look, you dare. Don't look. Don't look. Okay, open your eyes. There's a cookie and a birthday cake for you. This is a birthday cake and this is a cookie for you. Wow, đây là cái bánh sinh nhật của mẹ hả? Yeah. The apple and the strawberry on the top of the cake. Thank you, Chloe. This is the cake. This is the small cake for you. Thank you. And this is a cookie. Thank you. Love you so much. Aww. Trời, Chloe thương mẹ quá, làm tới hai cái bánh cho mẹ luôn nè. Các bạn ơi. Ôi, ngon quá. Hey, con dolphin đâu rồi? Con dolphin đâu rồi? Dolphin đó hả? Con nhốt nó dưới đây rồi. Mommy, give me the spoon. No, 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 no. You have to dig it for the spoon. Okay, close your eyes. It's gonna be a challenge for you. Okay. Close your eyes for a minute. No, close your eyes. Close your eyes. Close your eyes. No, 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 no. You cannot see. Look, yeah. No, no, no. Still not look. I'm gonna do it quick. Okay. Don't worry. Đến từ 1 đến 3 là mẹ mở mắt ra nha. 1 đến 3 hả? Ừ, the 1, 2, 3, yeah. Okay, open your eyes. Okay. Which dolphin is inside this kind of thing? Chloe hỏi là cái... Where's the spoon? Okay. Chloe hỏi là ở trong hai cái nhóm đất này nè các bạn. Cái nhóm nào là có chứa con cá heo. Nhóm nào mấy bạn ơi? Nhóm nào? Nhóm này hay nhóm này? Nhóm này, mẹ chọn nhóm này. Yeah, thắng rồi. Có con dolphin nè, có con cá heo nè. Yeah, do it. And the dolphin is eating the sand. What are you doing to eat the sand? Okay, time for your turn to make me a challenge. Your turn. I will close my eyes and you put the what dolphin will go into. Okay, rồi, con nhắm mắt lại đây tới khi mẹ nha. Rồi, bây giờ mẹ sẽ giấu con cá heo ở đâu ta? Chưa nha. Rồi, mở mắt ra. Rồi, chọn cái nào? Something is blue over here. Something's... Không, cái đó cái đất à, không có được gỡ á. Không được nhìn nữa, không được cho ăn gian nha. Không được gì ra gì không có. Cái đất á, hồi nãy có cái miếng màu xanh này bỏ vô trong đây. Coi chừng bị lừa gán chịu nha. À, không được rồi. Trời đất ơi. Rồi bây giờ chọn cái nào, nói đi. This one. Chọn cái đó hả? Chắc chưa? A dolphin! Sao Chloe hay vậy? Because I see something blue. À, Chloe nói tại hồi nãy thấy gì xanh xanh á, nghi nghi vậy. Ok. Thôi cái buổi á, Chloe ơi, cái nãy là mình chơi cái cát như vậy là cũng vui lắm rồi, Chloe ơi. No, but I wanna play more. Also the spatula over there. Cái gì đâu? The spatula. Spatula gì? Spatula, I don't want that. Thôi, cái này có gì đâu chơi, mình chơi nãy giờ là xong rồi đó. Thấy cũng vui lắm rồi. No, Habbo wiping the spatula. Chloe ơi, con có cái cặp đi học mới đúng không? Nhớ không? Mày. Đúng không? Yeah, yeah. Ờ, khoe với mấy bạn cái cặp mới của con đi. Tiên tiên. Yeah. Wow. My little pony. Sao cái cặp nó
I'm gonna show you all the let me show you all the Mellow Ponies. It's Rarity, Rainbow Dash, and Twilight Sparkle, and Applejack, and Pinkie Pie, and Flashy, and Spike. Oh wow! And the bottom they have Rainbow Dash and Twilight Sparkle too. Okay. And have a letter on it. I don't know how to read. Bestie. Okay. Rồi coi khám phá bên trong có gì. No. Did you say what's candy? Say that. Say it. Là còn có cái gì khác nữa để mà cho các bạn xem không ở trong cái ba lô đúng không? Đâu yes. Đúng just you say candy. Candy. You speak about candy. Đâu. Zipper. Wow, cái gì vậy? It's gummies. Gummy. Mommy, can I have a try, mommy? Can I have a try? Can I have a try? Bây giờ con, không, bây giờ con cho mấy bạn coi cái cặp của con trước. Rui ơi. Nhưng mà cho mình ăn thử với. Ăn thử hả? Rồi, ăn khó không? Dạ. Khó quá. Ăn xong rồi cho mấy bạn nha. Coi cái cặp của con trong tôi tới gì nha. Ok, yeah. Nhưng mà không mượn cây kéo nè. Perfect. Can I do that? Cắt được hả? Ừ. Bây giờ nè giờ con cắt được tới đây rồi nè, giờ con xé ra thôi. Nè con cầm bên đây đi, mẹ cầm bên đây xé ra cho. Cầm bên đây con cầm bên đây. Ừ. Mạnh vậy. Được không? Đây là cắt cho. Oh, cái kéo này nó cũng hơi lục á. Phùm rồi mới cắt xong thì cho con rồi đó. Đừng ăn nhiều kẹo nha, ăn nhiều kẹo bị trúng răng á. Sâu răng. Kẹo mi. Con gì nè? Con sâu. Con gì nè? Ôi sợ quá. Con gì nè? Oh no. Rồi ăn đi. Ăn một cục thôi nha. Rồi ăn xong rồi, giờ phê cho mấy bạn coi cái cặp của con ở trong đây nó có gì thú vị á. Rồi đẹp quá mấy bạn. Thật đẹp quá nè. Đây mở cái bên trong khám phá bên trong nha. Mở bên trong có gì nè. Very good. Very good hả? Rồi phê lo ăn kẹo. It's apples and mango. Apple and mango. You can zip this too, put on the back. Đâu mở cái bạn coi thử. Right here, have a zipper. Bỏ cái kẹo ra, cái hai tay nó mở được ra. Một tay không mở được ra. Đưa vào nè. Đây ở phía sau của cái cặp nè. Đó. Have a zipper. Really good. Mẹ. Cho một miếng nữa đi. Một cục nữa hả? Rồi cho một cục nữa. Hai cục thôi nha. Xin thêm một cục kẹo lắm nè. Đây là cái ngăn ở bên ngoài nè. Đó. Có chỗ để bút để gì. Đây ở bên trong đây cũng có cái hình của My Little Pony luôn. Đó. Màu hồng. Thì ta đẹp quá đi. Bên đây có hai cái ngăn nhỏ. Too big for this one. It's a wiggly worm. Wiggly worm. Doom. Còn ngăn nào nữa không tôi? Ah! Nó còn ngăn nào không?
I will save it. I will save it for later. I will save my gummy for later. I will save my gummy for later. Cái hình này cho hình nó nở nè. Nở. I'll save it for later. Tum 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 squishy 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 It's coming for you. Oh no, it's coming for you. Oh no, it's coming for you. No. Only we eat only one candy bag. Ok, bấm like, đăng ký cho đó đúng không? Ok. Yeah. Bye bye. Bye. Gummy.